những thông tin bổ ích cho đời sống tiếp tục được gửi đến quý khán giả trong Bí kíp hạnh phúc. À, mày chạy theo cái mô đen nào vậy? Không phải bán. Có nhiều đứa học biết rồi tạo áp lực cho nó, không có thời gian nghỉ ngơi rồi nó khùng, có biết chưa? Những ứng xử phù hợp khi phát hiện con có bạn khác giới. Cây kẹp ở đâu con có vậy? Dạ, bạn trai tặng á. Cái gì? Con á là bạn gái của bạn đó. Trời đất ơi! Lăng mạ trên mạng xã hội và những chế tài của pháp luật. Mình nghĩ là trên mạng là ảo không? Vậy mà công an tới kiếm nó bắt nó rồi đó. Thay bà rồi. Không mà cái clip có dính má nữa. Ủa có thế nào với căn bệnh má sưng? Các bác nghĩ cái bệnh này chắc cũng sao, chắc cũng nhiều người bị giống bác đó. Giờ là mình không đi khám, mình chịu đau, chịu xấu gì để tìm một hộp xoàn đeo chơi chứ không đi khám. Ừ vậy đi. Bí kíp hạnh phúc phát sóng vào lúc 16:40 thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Kính mời quý khán giả đón xem.